cái gì dính một cái gì rô phi. đâu nè. À, dính đi đẹp quá. Cái gì vậy? Rô phi hả? Ồ, con này to hơn con hồi nãy nè. Hai con luôn hả? Ồ, hai cần câu hai con. Đẹp quá. Quay chưa? Quay hình chưa? Rồi. Hai câu dính hai con. Này là hán. Ồ sao? Phi lai là hán ha. Ồ, con cá nó về thả hồ nuôi được á. Được ha, mà nó hung lắm, nó cắn mấy cái khi chết hết á. Về thả hồ ơi. Cá dính câu nào. Đẹp chưa ha? Còn đẹp chưa ha? Hả? Sông nước lên video đúng đẹp luôn. Mười tiếng nước các bạn, còn nước nó trong xanh đẹp.